Phúc Ánh cùng với Minh Lam xin kính chào quý vị đang đến với bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc quý khán giả một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và bây giờ thì mời quý khán giả cùng cập nhật những thông tin thời sự trong tỉnh đang chú ý sau. Hợp tác Tây Ninh Bình Dương, nhiều dự án giao thông kết nối được đề xuất. Măng cụt xanh hút hàng, người nông dân được lợi. Khởi tố đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thưa quý vị, tại lễ ký kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2023-2025 giữa hai tỉnh Tây Ninh và Bình Dương diễn ra chiều ngày 12 tháng 5, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khẳng định, ký kết hôm nay là một mốc son, đặt một dấu ấn để thực hiện hóa các ý tưởng hợp tác. Ông Nguyễn Văn Lợi đã đề nghị Tổng công ty BKMS IDC, V-Ship, Tập đoàn Cao su Việt Nam đồng hành trong thực hiện các chương trình kế hoạch hợp tác giữa hai địa phương. Tây Ninh và Bình Dương sẽ cùng nhau phát triển nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nổi bật là các dự án dự kiến sẽ thực hiện như đề xuất đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối vùng, triển khai các nội dung có liên quan đến hai địa phương trong các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt, nhiều quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, thống nhất quy hoạch hai tuyến đường và cầu kết nối từ DT789 Tây Ninh với DT744 Bình Dương, nghiên cứu lựa chọn đầu tư một dự án kết nối và khởi công trong giai đoạn 2024-2025. Đề xuất kiến nghị các bộ ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Sài Gòn đạt tiêu chuẩn luồng cấp 2 theo quy hoạch. Quy hoạch công bố luồng đường thủy nội địa trên hồ Dầu Tiếng, mời gọi các doanh nghiệp nghiên cứu khảo sát khai thác tuyến vận tải hành khách từ Tây Ninh đi Bình Dương và ngược lại. Trong lĩnh vực đầu tư, hai bên xúc tiến và tạo điều kiện cho Tổng công ty BKMS IDC nghiên cứu triển khai đầu tư dự án khu đô thị công nghiệp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hỗ trợ chia sẻ thông tin về công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch khu công nghiệp, đô thị, phát triển khu cụm công nghiệp, phát triển hạ tầng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, phối hợp trong thực hiện quy hoạch, quản lý về tài nguyên, cát, khoáng sản và bảo vệ môi trường hồ Dầu Tiếng và lưu vực hồ Dầu Tiếng. Phối hợp phát triển đa mục tiêu công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng phục vụ phát triển kinh tế xã hội hai địa phương. Hợp tác ở các lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, du lịch, an ninh trật tự. Thời gian trở lại đây, trái măng cụt xanh liên tục được nhắc đến, gắn liền với món gỏi gà măng cụt, trà măng cụt đang trở thành hot trend trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này đã mang đến niềm vui và nhiều tín hiệu khả quan cho người nông dân. Hiện nay, giá măng cụt xanh đang được rao bán trên mạng với giá dao động từ 70 đến 90 ngàn đồng một ký. Giá măng cụt xanh gọt sẵn có giá dao động từ 350 đến nửa triệu đồng một ký. Ngoài cực công chế biến, phải mất khoảng 5kg măng cụt xanh mới có thể cho ra 1kg măng cụt thành phẩm. Về phía người nông dân, măng cụt xanh cháy hàng đã mang đến nguồn lợi lớn. Do thời gian chăm sóc được rút ngắn, tiết giảm được lượng phân bón, trọng lượng trái măng cụt xanh cũng có phần nặng hơn so với trái măng cụt chín. Cùng với đó, người nông dân cũng giảm bớt phần nào nỗi lo lắng khi măng cụt chín rộ, ảnh hưởng đến giá cả và tiến độ thu hoạch. Chiều ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu tổ chức lễ ra mắt mô hình hướng dẫn cài đặt đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú trên ứng dụng VNID đối với công nhân, người thuê nhà tại các khu công nghiệp, nhà cho thuê. Mô hình được thành lập có ban điều hành là 30 thành viên, bao gồm một trưởng ban, hai phó ban và 27 thành viên. Mô hình hoạt động dưới sự điều hành của cấp ủy, Ủy ban Nhân dân xã, sự hướng dẫn trực tiếp của Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội cùng nhân dân. Ban điều hành của mô hình sẽ tập trung tuyên truyền hướng dẫn cài đặt, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú trên VNID đối với công nhân, người thuê nhà tại các khu công nghiệp, nhà cho thuê, triển khai tuyên truyền bằng mã QR code, dán mã QR code tại các công ty, cơ sở kinh doanh lưu trú và những điểm công cộng để mọi người dân có thể sử dụng ứng dụng VNID trong thực hiện giao dịch hành chính. Ngày 11 tháng 5 năm 2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can Lê Đại Ngân, 24 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, đối tượng Ngân và gia đình cháu TR sinh ngày 24 tháng 4 năm 2012, sống cùng nhà với nhau ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Ngân là em cùng mẹ khác cha với cháu TR. Sau đó, giữa Ngân và cháu TR nảy sinh tình cảm nam nữ. Sau đó, gia đình cháu TR chuyển nhà đi nơi khác sống, nhưng Ngân và cháu TR vẫn lén lút hẹn gặp nhau và quan hệ tình dục. Từ tháng 7 năm 2022 đến nay, Ngân đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại của mình với cháu TR.
Đến ngày 6 tháng 5 năm 2023, chị Dê, mẹ cháu TR, nghe thông tin giữa con gái và Ngân có quan hệ tình cảm và hỏi cháu TR, thì cháu TR đã kể lại toàn bộ sự việc. Người mẹ đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện Tân Biên để điều tra, đến nay, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã củng cố hồ sơ, chứng cứ, khởi tố bắt tạm giam Lê Đại Ngân để xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngày 11 tháng 5, Công an thành phố Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Nghĩa, sinh năm 1991, ngụ khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thành, thành phố Tây Ninh, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 10 tháng 5 năm 2023, Công an phường Ninh Thành nhận được tin báo của người dân về việc bị mất tài sản là hai chiếc điện thoại di động, đã tiến hành điều tra xác minh. Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2023, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Tây Ninh phối hợp Công an phường Ninh Thành đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Khắc Nghĩa, thu giữ cùng tang vật hai điện thoại di động, một xe mô tô, một con dao, một bơm kim tiêm đã qua sử dụng và một số đồ vật có liên quan. Qua làm việc ban đầu, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, đối tượng Nghĩa từng có hai tiền án về mua bán, tàng trữ ma túy và cướp giật tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị, Hà Nội vốn được gọi là mảnh đất trăm nghề, nhưng xã hội ngày một thay đổi, dù là nghề truyền thống bị bay một do không đem lại lợi nhuận kinh tế nhiều. Trước thực trạng đó, nhiều cựu con đất nghề đã mạnh dạn thay đổi, chuyển từ làm nghề đơn thuần sang làm nghề để phát triển du lịch. Đây được coi là một hướng đi mới, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của những làng nghề tại Hà Nội. Làng nghề đan, sông, mây tre ở xã Ninh Sở, huyện Thường Tín. Làng nghề nón, làng chuông, huyện Thanh Oai. Cùng có chung đặc điểm, mỗi công đoạn đều phải làm thủ công, tỉ mỉ, 4-5 tiếng mới cho ra một sản phẩm. Sản phẩm ngày nay lại không được tiêu thụ nhiều, đến nay chỉ còn rất ít người theo nghề. Em lựa chọn một hướng đi khác xem trải nghiệm của nó như thế nào. Ví dụ sau này mà cái nghề mà em theo đuổi không phù hợp thì em sẽ quay lại trở về với nghề của bố em. Đứng trước nguy cơ bị mai một, nhiều làng nghề truyền thống với những người con của đất nghề đã đổi mới phương thức, chuyển từ làm nghề đơn thuần sang làm nghề gắn với phát triển du lịch để thu hút du khách tham quan, trải nghiệm, tiêu thụ sản phẩm. Những làng nghề truyền thống như Bát Tràng, Vạn Phúc không chỉ đơn thuần bán những sản phẩm gốm sứ hay lụa như trước, mà cung cấp cho khách du lịch những tour du lịch trải nghiệm quá trình làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ và cuộc sống của người dân làng nghề. Cái văn hóa của Bát Tràng đã được du khách trong và ngoài nước rất yêu mến. Họ đến đây, họ muốn nghe câu chuyện của Bát Tràng là gì, họ muốn xem cái tinh hoa nhất của sản phẩm Bát Tràng là gì, họ được chơi cái gì, họ được ăn ẩm thực của quê tôi thế nào, và nếu họ ngủ lại thì họ được ngủ trong không gian gì, và họ mang được quà gì về, thì chúng tôi đều đáp ứng được hết. Hộ những cái người trực tiếp kinh doanh, những kỹ năng giao tiếp đối với khách hàng, để làm sao mỗi người là một thành viên, mỗi người là một cái hướng dẫn viên du lịch để thu hút thêm khách đến với Vạn Phúc. Với 1.350 làng nghề, Hà Nội hiện đang chiếm hơn 30% tổng số làng nghề trên cả nước. Làng nghề vừa là nơi lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, vừa là những cơ sở kinh tế quan trọng của địa phương. Phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch đang là một trong những hướng đi mới, hiệu quả để gìn giữ và níu những người con đất nghề ở lại và phát triển nghề truyền thống của cha ông. Thưa quý khán giả, tiếp theo bản tin trưa hôm nay là phần tin thế giới trong nước và thế giới đáng chú ý sau. Đề xuất người dân được công nhận giới tính mới một lần trong đời. Phóng sự hỗ trợ thí sinh miền núi đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông. EU cân nhắc chặn đường ống dẫn dầu Nga đến châu Âu. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến việc đưa ra dự án luật chuyển đổi giới tính do đại biểu Nguyễn Anh Trí đề xuất vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 tại kỳ họp thứ 5. Theo đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị điều chỉnh tên gọi từ luật bản dạng giới thành luật chuyển đổi giới tính, đồng thời đã thu hẹp phạm vi đối tượng điều chỉnh, chỉ tập trung vào người đã can thiệp y học thành hai dạng giới, nam và nữ.
Về điều kiện để công dân được chuyển đổi giới tính, hồ sơ đề nghị xây dựng luật được điều chỉnh theo hướng giảm số lần được công nhận giới tính mới từ 2 lần xuống chỉ còn 1 lần trong cuộc đời. Thay vì công dân có quyền lựa chọn can thiệp y học để chuyển đổi giới tính sau khi đã được công nhận bản dạng giới, công dân bắt buộc thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính thì mới được nhà nước thừa nhận là người chuyển giới. Tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveler mới đây đã bình chọn 50 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới, trong đó có thị trấn Sapa của Việt Nam. Đến với Sapa, hàng loạt các điểm đến tuyệt đẹp quanh thị trấn đang chờ đợi du khách ghé thăm như núi Hàm Rồng, đỉnh Phan Xipang, thung lũng Bường Hoa, đèo Ô Quy Hồ, thác Bạc, thác Tình Yêu. Hồi cuối năm ngoái, chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada cũng đã đề xuất Sapa là một trong 10 điểm đến hấp dẫn có tuyết rơi ở châu Á. Thời điểm tốt nhất để ghé thăm Sapa thường là vào các tháng khô ráo từ tháng 3 đến tháng 5 hoặc tháng 9 đến tháng 11. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác lạnh giá của trời Âu, du khách cũng có thể đến điểm này vào mùa đông. Thưa quý vị, sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh miền núi Sơn La đã triển khai cho học sinh lớp 12 đăng ký dự thi. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục áp dụng quy định đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến hoàn toàn, nên các nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động thực hiện các khâu ngay từ sớm, đảm bảo chính xác đúng quy định. Ngay sau khi nắm bắt quy định về đăng ký trực tuyến, Trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức phổ biến hướng dẫn học sinh cách thức đăng ký dự thi và những điểm cần lưu ý. Phương thức đăng ký này được các giáo viên và học sinh đồng thuận bởi sự thuận tiện và giúp tiết kiệm thời gian. Việc triển khai sớm để khi phát hiện có sai sót, học sinh có thể điều chỉnh ngay. Em đã hoàn thành việc đăng ký phiếu của mình, được các thầy cô hướng dẫn rất là tận tình. Vì thế nên là quá trình đăng ký của chúng em diễn ra rất là thuận lợi và không hề gặp khó khăn nào ạ. Còn tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Sơn La, sau khi cử cán bộ giáo viên tham gia tập huấn phần mềm quản lý thi, nhà trường đã hướng dẫn học sinh lớp 12 tham gia đăng ký. Và bên cạnh những thuận lợi đó thì chúng em còn gặp phải những khó khăn như là việc kết nối mạng có khi còn bị lỗi và trang cổng thông tin bị quá tải trong những thời gian cao điểm. Hàng ngày nhà trường giao bộ phận kỹ thuật cũng như là ban hiệu nhà trường cử một đồng chí phụ trách chuyên môn trực tiếp kiểm tra cái việc nhập thông tin hàng ngày của học sinh để đảm bảo cái tiến độ cũng như là cái độ chính xác thông tin của học sinh. Năm 2023, toàn tỉnh Sơn La có trên 11.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ nay đến trước 17 giờ ngày 13 tháng 5, các nhà trường sẽ hoàn thành công tác kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi và cập nhật thông tin dữ liệu thí sinh lên hệ thống quản lý thi của ngành, đồng thời tiếp tục tập trung cao cho công tác ôn thi tốt nghiệp. Thì 56 trên 56 nhà trường như Trung tâm Giáo dục Thường xuyên đã và đang tổ chức triển khai cho thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên phần mềm, trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và theo báo cáo của các trường thì mọi công việc đều diễn ra thuận lợi và đã có 10.560 trên 11.471 thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký dự thi trực tuyến, đạt tỷ lệ 92,1%. Việc chuyển hình thức đăng ký thi tốt nghiệp từ trực tiếp sang trực tuyến được các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La ủng hộ cao, bởi phương thức này phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, tiết kiệm thời gian, hạn chế tối đa sai sót, thuận tiện cho cả cán bộ, giáo viên, học sinh trong các khâu đăng ký, kiểm tra, đối chiếu thông tin và gửi hồ sơ dự thi. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, EU đang xem xét chặn đường ống dẫn dầu Rutba của Nga tới châu Âu. Truyền thông khu vực đưa tin EU đã đưa ra đề xuất ngừng nhận dầu của Nga qua đường ống này, một trong những tuyến đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới. Đề xuất trên sẽ được EU xem xét trong quá trình thảo luận các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, nhưng chỉ áp dụng đối với dầu vận chuyển bằng đường biển và miễn trừ đối với tuyến đường ống Rutba. Rutba là tuyến đường ống đưa dầu từ Nga tới châu Âu qua hai ngã. Hiện Đức và Ba Lan đã ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga qua đường ống này, nhưng vẫn còn một số nước châu Âu khác chưa tìm được nguồn cung thay thế như Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Nga trước đề xuất mới của EU. Ngày 12 tháng 5, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc đã tới thăm Na Uy,
chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ba nước châu Âu lần này. Tại đây, ông Tần Cương đã nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác trong các vấn đề ở Bắc Cực, cho rằng điều này sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các nước. Phát biểu họp báo với người đồng cấp nước chủ nhà Anniken Huitfeldt, ông Tần Cương khẳng định Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia Bắc Cực và tin tưởng Hội đồng Bắc Cực luôn là yếu tố quan trọng giúp quản lý khu vực này. Cũng theo ông Tần Cương, Bắc Kinh cho rằng không nên chính trị hóa vấn đề Bắc Cực, không nên gắn vấn đề Bắc Cực với các yếu tố địa chính trị hay tạo thành chủ đề cho một cuộc xung đột địa chính trị. Riêng với Na Uy, Ngoại trưởng Tần Cương nói rõ Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Na Uy để bảo vệ môi trường Bắc Cực và đóng góp cho hòa bình ổn định khu vực. Trước khi tới Na Uy, ông Tần Cương đã đến Pháp và Đức nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt về chuỗi cung ứng và các công nghệ mới. Thị trường tài chính thế giới đang hồi hộp chờ đến ngày 1 tháng 6, thời điểm chính phủ Mỹ sẽ quyết định tăng mức nợ trần hay không. Trần nợ công là mức tối đa số tiền mà Quốc hội cho phép chính phủ Mỹ vay để đáp ứng các nhu cầu cơ bản, từ trả bảo hiểm y tế đến lương cho quân đội. Hôm 11 tháng 5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã báo động về kịch bản vỡ nợ của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chính trường Mỹ đang nỗ lực chốt phương án tăng trần nợ công. Nhưng dù thành công thì cơn ác mộng mang tên trần nợ công vẫn không xua được rủi ro cho cả nước Mỹ lẫn thế giới. Trên một bức tường ở Manhattan, cách quảng trường thời đại ở New York không xa, đồng hồ nợ công của Mỹ đã hiện con số hơn 31.400 tỷ đô la Mỹ. Sau nhiều năm nhảy số liên tục mà không có cuộc suy thoái nào rõ ràng, còn với việc bị di dời từ một góc phố đông đúc sang một lối đi yên tĩnh, chiếc đồng hồ ít được ai để ý đến. Nhưng giờ thì đà leo thang không ngừng của nợ công mà chiếc đồng hồ phản ánh đang trở thành mối bận tâm lớn. Nếu nước Mỹ vỡ nợ, cả thế giới sẽ gặp rắc rối. Đây sẽ là một cuộc khủng hoảng cấp toàn cầu. Tình trạng vỡ nợ sẽ đe dọa những lợi ích mà chúng ta đã rất nỗ lực đạt được trong vài năm qua, đặc biệt là quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19. Nó cũng sẽ châm ngòi suy thoái toàn cầu, khiến chúng ta thụt lùi nhiều hơn nữa. Bà Yellen cũng cảnh báo tình trạng vỡ nợ sẽ có thể làm suy yếu vị thế lãnh đạo kinh tế toàn cầu của Mỹ và đặt nghi vấn về năng lực của nền kinh tế số 1 thế giới trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Đồng ý kiến, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng cảnh báo về nguy cơ bất ổn tài chính toàn cầu nếu Mỹ vỡ nợ. Chúng tôi lo ngại về những hậu quả nghiêm trọng đối với không chỉ nền kinh tế Mỹ mà cả nền kinh tế toàn cầu. Ngay cả khi Quốc hội Mỹ xoay sở để nâng trần nợ trước khi bất cứ điều gì nghiêm trọng xảy ra, thì động thái này cũng là hồi chuông cảnh báo về tình hình sức khỏe tài chính đang suy giảm và khó phục hồi của Mỹ. Nếu Mỹ vỡ nợ, sẽ kéo theo một loạt vấn đề phát sinh, bao gồm các cuộc đấu tranh nội bộ để chi trả dự án an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và dịch vụ nhân sinh, các dự án quản lý cựu chiến binh và các dự án quân sự. Việc vỡ nợ cũng sẽ gây ra một đợt sóng lớn trên thị trường tài chính, dẫn đến sự hoảng loạn cho các tập đoàn, gia đình, nhân viên và những người sử dụng lao động khác. Hiện hơn một nửa số dự trữ ngoại tệ của thế giới là đồng đô la Mỹ, vậy nên bất kỳ tác động nào đến niềm tin vào nền kinh tế của xứ sở cờ hoa cũng dẫn đến sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Dù thừa nhận việc chính phủ Mỹ có thể vỡ nợ, nhưng nhiều nhà phân tích đánh cược rằng các chính trị gia Mỹ bằng cách nào đó sẽ tìm ra cách vượt bế tắc như họ đã từng làm trong quá khứ. Bởi nếu Mỹ vẫn không nâng được mức trần nợ, thì chứng khoán thế giới sẽ xuống giá ngay lập tức. Trong vòng vài tháng, hàng triệu người Mỹ mất việc, các đối tác thương mại và tài chính của Mỹ cũng bị vạ lây. Còn nếu và khi chính phủ Mỹ đạt được đồng thuận, đồng hồ nợ công sẽ không còn báo động. Nhưng sự thật không thay đổi là nền tài chính của Mỹ ngày càng bấp bênh. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.